tìm nước uống hả? Tìm nước uống hả? Đất nứt nẻ và thậm chí là cỏ mọc không được. Miền Tây vào thời điểm này á là cực kỳ nắng nóng. Tiến thấy có một điều lạ không? Có nghĩa là nó dưng đến đó thôi nó ngưng à. Chứ nó không dưng thêm được nữa à. Đúng không? Rất nhiều. Nhưng mà tầm khoảng độ 4 năm giờ các bạn ra đây thì các bạn sẽ thấy người ta xếp hàng ở đây để lấy nước nha các bạn. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ không nói thì chắc cô bác quý anh chị cũng biết Bùi Hồ đang có mặt ở đâu đúng không? Tại vì đằng sau lưng này có một cái cây thốt nốt nè. Nói về cây thốt nốt thì phân bố nhiều nhất ở miền Tây, đó là hai huyện Tri Tôn và Tịnh Biên của An Giang. Và thật sự thì ngày hôm nay Bùi Hồ đang đứng trên một cây cánh đồng hoang vắng giữa cái mùa khô nắng như thế này. Phải nói là gần như là đồng hoang cỏ cháy thôi cô bác quý anh chị. Và ngày hôm nay nhiệt độ ngoài trời thì cũng khá là nóng luôn. 37 độ nha cô bác quý anh chị. Rất là nóng luôn. Và đặc biệt là ở những cái vùng cao như thế này á, vào độ từ tháng Giêng cho đến tháng 3 đất người ta sẽ không trồng lúa nữa. Và người ta sẽ để hoang như thế này. Và vì sao Bùi Hồ lại đứng ở một cái nơi hoang vắng như thế này để giới thiệu cho cô bác quý anh chị? Thật ra nơi đây có một điều khá là đặc biệt. Hàng chục năm qua người dân ở đây họ khi mỗi khi mà đến cái mùa khô cằn như thế này đó thì họ tìm đến một cái giếng nước, và người ta cho rằng cái giếng nước này không bao giờ cạn, mặc dù là phục vụ cho hàng trăm hộ trong một cái phun sóc ngay tại huyện Chi Tôn như thế này để mà sinh hoạt nè, rồi nấu ăn nè, rồi thậm chí là cả uống tại chỗ luôn, mà giếng nước này vẫn không bao giờ cạn. Và đặc biệt cái giếng này chỉ có thể sử dụng sau khi cái vụ lúa và bước vào cái độ mùa tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 thì cái giếng này nó mới xuất hiện thôi. Còn bình thường là cái giếng này đây là một cái nơi để trồng lúa. Và để biết được điều đó, Bùi Hồ mời cô bác anh chị lại đây cùng với Bùi Hồ. Đây, cô bác anh chị thấy không? Và đây là một cái vùng đất trống mà cỏ cháy hết trơn à. Đồng khô cỏ cháy mà cô bác anh chị. Nếu như mà ở những cái huyện như Gò Công Đông của Tiền Giang hoặc một số tỉnh như Bến Tre, Bạc Liêu thì bị hạn mặn, thì ở đây thì bị tình hình hạn hán. Lý do là từ hồi hôm tháng Giêng tới giờ là chưa có một hột mưa nào nha cô bác quý anh chị. Và người dân họ sống sinh hoạt gọi là nhờ cái giếng này. Cái giếng này dùng để uống ngoan, không có tắm, tại vì người ta rất là quý cái giếng này nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị lại đây. 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 Đây là một cái giếng tự nhiên, không được xây gì cả, mà người ta chỉ đào thủ công lên thôi. Có những cái bậc tam cấp bước xuống như thế này nè. Và người dân nơi đây họ sử dụng những cái ca như thế này để anh có thể quay qua cái can bên đó, đưa vào những cái can để chở về nhà. Và tí xíu nữa đây nếu như mà gặp người dân á thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ cái cảnh mà người dân lấy nước cho cô bác anh chị xem. Còn đây là cái giếng nước này là không bao giờ cạn. Người dân ở đây họ rất là quý cái giếng nước này, và họ cho giống như là một cái giếng nước thần nữa cô bác anh chị. Giống như được sự ban tặng của thần linh. Này là bỏ này đi ha, tại vì nó hơi bị két hết cô bác anh chị, hơi bị đất. Và người ta rất là yêu quý cái giếng này luôn, nên là nữ là họ lấy nước họ trân trọng lắm. Và đến khi mỗi buổi chiều á là người dân họ xếp hàng để mà lấy nước à, họ không có tranh giành, xếp hàng lấy nước từ từ hết hồ này tới hồ kia, và cứ độ tháng này là người ta sẽ lấy nước. Và đây là nước ở trong cái giếng này à, cô bác anh chị muốn Bùi Hồ uống thử không? Uống thử luôn ha. Thật ra cũng khát nước rồi. Nói đến đây thì Bùi Hồ chợt nhớ lại cách đây hơn một năm Bùi Hồ đặt chân đến vùng đất Ethiopia ở châu Phi á, thì cũng độ tháng này nè. Và người dân châu Phi á, những cái dòng sông nó đều khô cạn nước hết á. Và người dân á, họ phải đào những cái như sâu như thế này, và họ múc lên họ uống, mà nước nó không được trong như thế này nha cô bác quý anh chị. Nước cực kỳ đục luôn, và toàn là cát không, nhưng mà người dân họ vẫn uống. Còn ngày hôm nay mình uống ở tại Việt Nam. Nước có vị chua chua và có vị chát chát. Và theo sự chia sẻ của người dân á, nước này á, họ sẽ để vô lưu khoảng 4 đến 5 ngày uống. Nước rất là mát và ngon lành, mà Bùi Hồ cảm nhận được cái sự mát của nó, nhưng mà nước hơi chua nha cô bác anh chị. Để đây lại.
Và một tí xíu nữa đây thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ hình ảnh người dân lấy nước. Còn bây giờ thì mong cô bác anh chị tiếp tục đợi theo dõi hành trình của người dân An Giang lấy nước giếng tự nhiên là như thế nào. Chú đi lấy nước cơ dạ? Đi tìm nước uống hả? Tìm nước uống hả? Ừ, đi đoàn đằng đâu cũng. Dạ, đào trong kia ha, thôi chú đi đi. Dạ. Dạ. Phục vụ cho nguyên một cái phun sóc ở đây luôn á anh. À. Ngày nào mới ra đây mình lấy nước mới xài nha chú. Chú ơi. À lấy cái này cho chú đúng không? Yeah. Chú tên gì chú? Dạ. Yeah. Chú tên gì? Sao y? Dạ, dạ chú lấy đi. À, theo như mình nhìn thấy các bạn là xung quanh khu vực này bất là một cái cánh đồng gần như là thế là bị hạn hán, không có một giọt nước nào. Và đào ở khu vực xung quanh đây thì sẽ không được nước như này, nhưng mà chỉ riêng cái chỗ này lại có một cái mạch nước khá là độc lạ như thế này nha. Đã nhiều năm nay lắm rồi anh. Và cứ độ tháng 3, tháng 4 là người ta sẽ đào lên lấy cái mạch nước này. Còn những cái tháng bình thường á, tháng 6, tháng 7 á, là người ta làm lúa đúng không anh? Đúng ạ. Lắp lại để làm ruộng. Rồi đến cái tháng này bắt đầu Môi lên thì lấy nước như vậy. Một ngày là chú lấy mấy can như vậy chú? Một ngày Hai lần. Sáng được một lần. Sáng một lần là hai can. Chiều một lần hai can. Ồ phả ra dòm nước trong vắt luôn. Và nước này uống em có uống rồi, ngọt ngay à. Nước rất là ngọt luôn. Uống được, lấy này chú lấy để uống hay là để sinh hoạt thôi? Đi kiếm uống. Uống nấu cơm luôn. Nước ngọt ngay à. À. Nhưng mà có một cái là chú phả bụi trên đó ra một cái là chắc vô vậy là về là uống luôn rồi đó. Anh Một Đồng là người dân An Giang ở đây, anh biết cái giếng nước này nó có bao lâu không? Cái mặt nước này nè, nó có bao lâu rồi? Nó có cũng rất là lâu, nhưng mà đó là do một cái sự tình cờ mà trước đó là người dân ở trong cái phum sóc là ra phát hiện được làm như cái mạch nước gọi là mạch rộng á. Nó khi mà đào xuống rồi cái nước nó dâng lên hoài vậy đó. Nó rồi sau này thì người ta mới phát hiện được. Và những năm về trước á, hầu như là những cái lúc mà tháng nắng như thế này nè thì họ chặt những cái tàu thúc nốt ra đây cầm lại. Làm che như cái chạy gì để ngồi múc nước nó sẽ mát. Nó mát mẻ. À. Mà năm nay hạn quá rồi kiểu như là không ai làm được mấy cái tàu thúc nốt luôn á, cho nên ngồi ngoài nắng múc nước như vậy nè. Nhưng mà một cái phun sóc thì cũng khá là đông hộ dân, nhưng mà lấy hoài không hết. Đúng rồi. Cái nước này là nó ra hoài luôn, múc đến đâu là nó đầy lên đây đó chứ không bao giờ nó cạn. Nó dưng lên hoài vậy đó. Nhưng mà anh Tiến thấy có một điều lạ không? Có nghĩa là nó dưng đến đó thôi nó ngưng. À. Chứ nó không dưng thêm được nữa. À. Đúng không? Lúc nào nó cũng đầy nhưng mà không bao giờ nó tràn lên, nó chỉ là tới cái mức đó thôi. Đúng rồi. Nhưng mà toàn bộ xung quanh đây này bạn, đây là nguyên một cái cánh đồng và hiện tại bây giờ đang hạn hán rất là nặng. Nhưng mà bất kỳ một cái chỗ nào các bạn đào cũng không bao giờ có được cái mạch này. Đúng rồi. Chỉ riêng cái vị trí này. Đúng rồi. Ngay cái vị trí này là nó có thôi. Và hàng năm người dân chỉ có khi mà tới mùa làm lúa thì người ta sẽ lấp cái này lại người ta làm lúa. Bởi vì lúc đó là có nước, bởi vì có mưa, có nước thì người ta sẽ lấp cái này xuống người ta làm ruộng. Nhưng mà tới khi những cái mùa hạn hán á, thì bắt đầu là người ta lại moi cái chỗ này lên để lấy nước. Đúng rồi. Và phục vụ cho toàn bộ cái sóc của người Khmer ở gần khu vực này. Có toàn bộ người dân là ra đây lấy nước. À, nếu như mà các bạn mà tới đây vào khoảng độ 4-5 giờ chiều lúc mà trời mát mát á, các bạn ra đây thì sẽ thấy người dân là cầm can này rồi xô này ra đây tập trung là múc nước để mang về lấy cái xài. À, đúng rồi. Nhưng mà anh Tiến có biết được không là người dân Khmer họ rất là tin tưởng và họ cho giống như là đây là một mạch nước thần. Nước thần. Nên thành thử là khi mà người dân người ta lấy nước á, là người ta sẽ đứng xếp hàng với nhau. À. Chứ người ta không có chen lấn nha. À. Người ta sợ chen lấn dành với nhau thì cái mạch nước này nó mất đi. À. À, nó là một phần trong đời sống tâm linh của người dân Khmer đó nha. Người ta suy nghĩ là cái mạch nước này là do thần linh ban tặng đó. Đúng rồi. Chứ không phải là một mạch nước bình thường đâu. Nhưng mà có một điều khá là kỳ lạ các bạn. À, bây giờ ví dụ như thế là đây là một cái hố nước. Nhưng mà khi các bạn đào xung quanh mở rộng cái khu vực này ra là sẽ không có nha. Nó chỉ độc nhất có mỗi chỗ này nó có thôi. Không biết là nó phun thẳng từ dưới đất phun lên hay là nó phun ngang thì mình không có rành. Nhưng mà cứ múc đến đâu thì nó lại dâng lên đến đó. Múc đến đâu thì nó ở đó. Ở dưới đó nó có một cái mạch đó anh Tiến. À, cái mạch đó là để cái thùng B. Cái thùng thùng B đó có
để cho nó lắng lại đúng không? Không, đấy. Phải cái thùng B đó là từ ở chỗ dưới cái thùng B đó, đó nó sẽ dâng lên. À. Cái mạch nước này nó làm cho dịu mát cái phun cái sóc này đúng không anh Tiến hả? Nếu như không có mạch nước này thì không biết phun sóc sẽ sử dụng những cái cây nước từ đó, có thể là cây nước của nhà nước cũng có. Tuy nhiên họ tin tưởng rằng đây là mạch nước rất là tốt để mà dùng để nấu ăn và sinh hoạt hàng ngày. Đúng không? Thứ nhất là nước là nó không có cái chất tẩy, chất gì khử qua hết. Tức là nước thiên nhiên mà nước nó rất là ngon luôn. Nước khoáng rồi đó. Đúng rồi. Để em xách lên cho chú cái can đó, đưa cho chú cái can này đúng không? Đúng rồi. Can đó hồ xách lên đi. À, thời điểm trước mà chưa có cái giếng này á thì người dân thường là người ta sẽ xe lấy nước sông này, rồi hoặc là người ta sẽ đi xin nước. Vào những cái mùa hạn hán thì người ta sẽ đi xin nước để người ta xài. Nhưng mà từ khi mà có cái giếng nước mà tự nhiên này á các bạn, được nói như thể là người Khmer thì được thần linh bắt. Kìa, chú đưa cho em. Can này là can 50 lít đấy. Ồ, đầy 30 lít à anh. 30 lít à? 30 lít. Trời ơi, thở như vậy. Nặng anh ơi. Nặng với lại trời hiện nay đang trời nắng. Khá là nắng luôn. Đó, một can. 15 phút thôi nha em Tiến, là được một can. 15 phút. chú đừng canh chú cười. Thì mình sẽ xuống mình uống thử cái nước này xem. Tập tay của ông kia đó, ngơi nhiều lắm. Ở đây ít đúng không? Còn một giếng nước đằng kia nữa. Không có ai. Ông kia đó, nước vô lẹ. À, lại đây lấy á hả? Ừ. Nhiều, tức là chú nói một ngày ba bốn chục can. Ở đâu? Ở kia người ta lại đây người ta lấy ngày ba bốn chục can. Có là người ở khu vực khác tới đây. Khu vực khác chứ tới đây. Chứ không phải là ở chỗ khác có cái giếng. À. Mà là có nghĩa là người ở nơi khác tới đây là ngày người ta lấy ba bốn chục can về. Đúng rồi, đúng rồi. À. Tại vì ở đây đã chỉ có một cái giếng này duy nhất thôi. Đấy, nó lại đầy lại đó, thấy không? Nhưng mà nó đang dâng lên lại. Anh Tiến có đợt anh về Cao Bằng anh nhớ mỏ nước thần không? À nhớ. Thì nhớ. Cái này nó không cần gọi, không cần gọi gì hết. À. Mà tự nhiên hết nước là tự nước nó lên nha. Hết là tự đầy. Ở vùng An Giang nha. Chú đã múc một can mà thấy nước nó dặn đầy lên lại rồi đó. Nó chú uống nữa chú ơi. Chú uống được không? Cái ca kìa. Kìa chú. Cho con xin cái ca đó đi. Cho con xin một ca đi. Để cho chú uống rồi lát mình uống thử luôn. À, lấy một can nước uống. Đây. Nè anh Tiến, nhìn nó hơi có cái vị màu hơi đục ha. Ừ. Cái này là nước nó ở trong tự nhiên luôn, nó ở trong ấy nó ra các bạn, cho nên là nhìn nó hơi đục một chút xíu. Đục của giống như của màu cát, nó chưa được lắng trong đúng không anh? À. Và cái nước giếng nào nó cũng có cái độ đục như vậy hết đó anh. À. Cái vô lưu 3-4 năm ngay uống. Ngon lắm hả chú? Lu 3-4 năm ngày nó uống cực kỳ ngon luôn đúng không? Ừ. Có nghĩa là giống như lúc đấy nó lắng xuống rồi á. Đúng rồi. Là nước lúc đấy là nó tinh khiết lại. Ừ. Còn bây giờ giống như là nó vẫn đang còn lẫn một số các cái tạp chất của bùn, đất hay gì đó. Hiện nay thì tại mấy anh em mình đi lúc trưa nắng như thế này thì ít có người dân lắm. Dắt chiều mát đi rồi thấy sắp hàng ở chỗ này là để canh nước này nè. Ồ hay á. Chiều á. Chiều là nguyên cái sóc trong đó đó sẽ ra đây canh để mà lấy nước. Cái giếng nước này là không bao giờ cạn nha cô bác anh chị. Một lát nữa mình thử xuống để mình uống thử anh. Đúng rồi. Mình xuống mình xem cái nguồn nước nó như thế nào. À, nhưng mà em có một cái thắc mắc, đó là tại sao người ta không làm một cái xây một cái thành giếng luôn ta, mà người ta cứ tới mùa người ta mới đào. Những mùa khác thì người ta nước mưa ta đã đủ sử dụng rồi hay sao? Đúng rồi, nước mưa đủ sử dụng rồi và cái mảnh ruộng này trả lại đây cho người ta làm ruộng. Rồi đến cái lúc hạn hán như thế này nè, vào những cái mùa hè đồ gì đó thì ở đây không có thể làm ruộng được thì người ta mới đào lên. Ở vùng An Giang thì không có cái nạn gọi là hạn mặn mà chỉ có là hạn hán thôi. Hạn hán luôn đó. Và khi mà cô bác anh chị mà ở cái những cái cô chú mà ở vùng Gò Công Đông của Tiền Giang nè, hoặc là những cái vùng mà bị xâm lấn mặn nhiều như là ở Bạc Liêu nữa. À. Ở Bến Tre thì gặp cái giếng nước này chắc phải nói là rất là xích xo bão đúng không anh Tiến? Nhìn nó có cái vũng một xíu như vậy mà sao nước nhiều nhỉ? anh Tiến ở Sài Gòn thì hiện nay thấy cái này hơi ngộ á. Lần đầu tiên mình thấy cái này thấy lạ, quá lạ luôn. Múc hoài mà nó không bê giật luôn, không cạn luôn ha. Có một cái lỗ bé xíu mà lúc nào không có nước. Nãy giờ mình tưởng đâu là lấy can đó là hết rồi đúng không anh Tiến? À.
chỗ này nó đúng ra như thế là người ta lấy độ can là hết mất rồi. Đúng rồi. Nếu như không có nước nhưng mà cứ múc đến đâu nó lại đầy đấy các bạn. Đúng rồi. Nha, đấy, đấy bây giờ là chú múc là lòi cái can ở dưới ra này. Bây giờ chú múc xong khoảng chú đứng lên cái bắt đầu nước chỗ đấy là nó đầy luôn các bạn. Là mình cứ tưởng đâu là cái can nó đụng đáy rồi đúng không? À. Nhưng mà lấy xong rồi nước nó lại dâng lên nữa. Đúng rồi. À. Hình như người ta để sẵn một vài cái can ở đây để ai uống nước là tới lấy uống này các bạn. Đúng rồi. Người ta úp lên chốc cây ngay chỗ cái chú đang ngồi đó. Người ta sẽ úp xuống đó và lúc nào có ai khát nước thì sẽ đi ngang qua đây và sẽ xuống đây uống nước. Với những cái ca rồi những cái quặng như vậy á, của những cái người ở trong phum á anh Tiết. Rồi họ đến đây họ múc nè, rồi họ để lại đây luôn. À. Rồi tới nữa lấy canh ra thôi là có ca mình tự múc rồi. Ủa chú này là mang đi 4 can luôn hả? 4. Đây mình thấy 2 can đây nữa này. Ôi trời ơi. 2 can cuồn ta. Cuồn ta. À, người ta để đây nhưng mà người ta chưa có có múc đúng không? Cuồn ta. Con ta người ta để trước, để sẵn. Cũng may mắn là được gặp chú múc những cái can nước đầy như thế này. Để chứng minh rằng là cái giếng nước này, cái mặt nước này không bao giờ cạn nha cô bác anh chị. Giữa một mùa hạn hán, giữa đồng khô vội cháy. Đây nè, đồng khô nè. Đó, cả nhà thấy đồng khô. Và những cỏ hiện nay là cũng như cháy luôn rồi nè cả nhà. Đó, thời điểm hiện tại thì cả nhà đang biết rồi, ở An Giang này thì đang hạn hán. Nhưng mà có những chỗ là không có chỗ khác không có mà chỉ riêng cái chỗ này. Riêng một chỗ thôi. À, đấy, không biết cả cánh đồng như vậy tại sao người ta thiếu nước mà người ta không đào nhiều chỗ lên là bởi vì không có mà chỉ có mỗi chỗ này mới có thôi. Cho nên là nó mới lạ. À, nhưng có. Mà nói thật chứ cái nước này mà khi mà chắc để lắng lại 2-3 ngày nó uống cực kỳ ngon luôn. Đúng rồi, mát ngon như lắm. Nước suối nước thiên nhiên luôn, nước suối luôn. Và như vậy là sau khoảng hơn 20 phút chú bên đây đã đem về nhà cho mình 2 can nước mát ngon lành nè cô bác anh chị. Mình sẽ đưa lên hỗ trợ chú. Đây. Đây đây, thấy nằm xuống đúng không? Ây da. À. Nặng không? Can nặng không? Can này 30 lít thì khoảng hơn 30 kg. Đàn hỏi. Không có mấy chỗ. Từ. Chú ăn. Chú là người dân tộc. Nè. Chú lên đi, bỏ cái canh đó lên. Canh này bị lủng á chú ơi. Không sao, không sao, chạy nhanh vậy. Chạy nhanh vậy. Chú lên đi, chú lên, chú leo lên. Quang chưa làm gì được đâu. À, chú chưa dặn kìa, dặn trở lại. Dặn cái canh kia lại. Biết rồi, biết rồi. Đi sắp lên ngay. Sắp lại xuống. Để tìm nguồn nước giữa mùa khô hạn như thế này là một điều gì đó. Nó khá là cực khổ ha. À. Giờ này mới dịu mát hơi nè. Đúng rồi. Một ngày mình lấy tổng thể mấy can chú? Một ngày mình lấy bao nhiêu can? Ngày 2 lần. 2 lần. Là 4 can đúng không? Ừ. 4 can là 3 4 12 là 120 lít. Ngày một ngày. Này mình lấy về tắm hay nấu ăn chú? Lấy về tắm hay nấu ăn? Không tắm đó, tắm nước cơ. À, tắm là nước sông. Ừ, còn là mình nước này là lấy về để ăn nha các bạn, để nấu cơm này, để uống này, nấu cơm. Vậy chứng tỏ là người ta đã biết là cái nguồn nước này nó khá là sạch cũng như thế là nó trong nó tinh khiết. Đúng rồi. Thì bắt đầu người ta mới lấy về để người ta làm nước nấu ăn, rồi nước để rồi lên đi. Chú lên đây coi sắp chưa? Bình thường là chú có trang bị cái ca nữa nè. À, đang đi để múc. Vào đây cũng có cái. Oh, nó xỉa. Ừ, cảm ơn cháu. Chú là người gốc Khmer hả? Dạ, Khmer hả? À, bên thấp ở đây đúng không? Dạ. À, tạm biệt chú nha. Dạ. Tức là do mình ra giữa trưa các bạn, cho nên là bây giờ người dân chưa đi lấy nước nhiều. Nhưng mà tầm khoảng độ 4-5 giờ các bạn ra đây thì các bạn sẽ thấy người ta xếp hàng ở đây để lấy nước các bạn. Và với nhiệt độ ngoài trời hơn 37 độ C thì cô bác anh chị đừng nói tại sao vừa hồ đen nha. Tại đi vừa hồ với một đồng không có đội nón gì hết á. Đi ngoài trời ngày hôm nay á, hai anh em chia sẻ đoạn clip này cho cô bác anh chị biết về một cái giếng tự nhiên được ban tặng ở cái vùng đất An Giang, đặc biệt là huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Rất mong video clip này sẽ giúp cho cô bác anh chị hiểu thêm về cuộc sống của người dân miền Tây ở thời điểm mùa hạn hán này là như thế nào và cách lấy nước của người dân nó đặc biệt như thế nào. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.